Heo mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ công thức làm bánh bò nướng bằng chảo rất là nhanh và đơn giản, cho ra món bánh bò mềm xốp, rất là nhiều rễ tre luôn. Đặc biệt á, là mình để qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon mà không có bị cứng. Đây là tất cả nguyên liệu của Heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh bò nướng với Heo nha. Đây là nạc sầu riêng, Heo lấy ra xong rồi Heo cân được 100g. Bây giờ thì Heo sẽ cho nước cốt dừa vào. Mình sẽ tán nhuyễn ra cho sầu riêng á, nó hòa tan hết vào nước cốt dừa. Lúc này á, thì cái nạc sầu riêng nó ra với nước cốt dừa nó hơi đặc đặc rồi, cho nên Heo sẽ cho thêm một tí xíu nước cốt dừa nữa cho nó loãng ra. Xong rồi á, thì bây giờ Heo sẽ lược cái phần sầu riêng nước cốt dừa này qua rây nha, để mình loại bỏ cái xác của sầu riêng. Heo thích ăn sầu riêng cho nên Heo cho sầu riêng vào. Nếu cả nhà mình không thích ăn sầu riêng thì mình bỏ qua bước này nha. Heo lược sầu riêng còn lại cái xác ở trên nè, nhưng Heo sẽ cho một tí xíu nước cốt dừa vào luôn. Mình lấy cho nó hết cái phần nạc của sầu riêng á, để bỏ uổng lắm. Lược sầu riêng xong rồi, lúc này Heo cũng sẽ cho hết phần nước cốt dừa còn lại luôn. Và nước cốt dừa hôm nay Heo dùng là 500ml. Tiếp tục Heo sẽ cho vào đây 70g đường cát và 1/2 muỗng cà phê muối. Tại vì có sầu riêng đã ngọt rồi, nếu như cả nhà không thích ăn sầu riêng thì mình cho luôn 100g đường nha. Rồi bây giờ thì Heo sẽ bắt lên bếp và mình sẽ mở lửa nhỏ khuấy cho đường tan ra, không cần phải cho nước cốt dừa phải sôi lên đâu. Đường đã tan và Heo để cho nguội nha. Tiếp tục Heo đi trộn bột. Heo cho vào thau 200g bột gạo, 40g bột mì đa dụng, 1 muỗng canh bột nếp tương đương với 15g. Rồi bây giờ thì Heo sẽ trộn đều lại cho ba loại bột nó hòa lẫn với nhau. Bột đã được trộn đều và đây á, là gói men nở. Heo dùng cái loại á, có con chuột túi nè. Heo cắt ra xong rồi á, thì Heo sẽ múc lấy. Mình múc bằng muỗng cà phê nha. Một muỗng á, hơi vung vung như vậy là 3g. Heo tiếp tục múc một cái muỗng lưng như vậy 2g nữa, tổng cộng là 5g. Phần men còn lại á, thì Heo sẽ miết cho nó kín cái miệng như vậy nè. Rồi mình sẽ gói thật là kỹ để mình sử dụng cho lần sau nó không bị hư. Heo sẽ trộn cho men nó hòa lẫn vào bột. Men đã được trộn đều vào bột rồi. Tiếp tục Heo sẽ cho vào đây một cái trứng gà. Heo dùng cái trứng gà nhỏ này, Heo cân có 40g hả. Rồi bây giờ thì Heo cũng sẽ đánh cho cái trứng gà này á, nó hòa tan hết rồi trộn lẫn luôn vào bột. Trứng gà cũng đã thấm hết vào bột rồi. Bây giờ thì Heo sẽ lấy cái phần nước đường ra cho cả nhà xem nha. Hiện tại á, phần nước đường bây giờ còn chỉ hơi hơi ấm thôi hà. Và cả nhà xem nè, cái phần nước đường á, dưới nước cốt dừa nó tan ra rồi. Và mình để ngón tay vào á, cảm giác á, nó không còn nóng nữa là được. Rất là quan trọng nha, cả nhà nhớ là phần nước cốt dừa của mình á, chỉ hơi hơi ấm thôi nha. Nếu mà mình nóng quá á, là vô men của mình á, nó sẽ chết đó. Ấm kiểu như sao ta? Kiểu giống như là mình pha cái nước ấm ấm cho em bé nhỏ xíu, em bé sơ sinh tắm luôn. Rồi, Heo sẽ cho nước cốt dừa vào bột á, mình cho từ từ như vậy. Và mình sẽ trộn cho bột nó dễ tan ra. Heo trộn một tí xíu á, thì bây giờ cái phần bột á, nó cũng đã mềm ra rồi nè. Và cái khâu này á, nó cũng rất quan trọng nữa, là Heo sẽ nhồi, Heo sẽ đánh bằng cái cây trộn bột này nè, trong 5 đến 7 phút nha. Mình làm như vậy á, là bột của mình lát nữa nó sẽ bong xốp và có rễ tre ngon lắm. 7 phút trộn bột thì cả nhà xem nè, bột của Heo bây giờ rất là bong luôn. Lúc này thì Heo sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa còn lại. Cốt dừa lúc này thì đã nguội hoàn toàn rồi đó. Rồi tiếp tục á, thì Heo cũng sẽ trộn đều. Trộn bằng cây trộn bột á, nó không có hòa được. Bây giờ Heo sẽ đổi bằng cái phới lòng nha. Mình sẽ trộn cho nó nhanh hơn. Đổi qua cái phới lòng á, thì Heo cũng sẽ khuấy thêm tầm 3 phút nữa. Tổng cộng thời gian á, Heo trộn bột á, là 10 phút. Bây giờ thì bột rất là mịn rồi. Heo sẽ luộc bột qua rây nha, để mà mình loại bỏ những cái phần bột chưa hòa tan hết. Bột
Bột heo đã luộc xong rồi, lúc này phần bột ở dưới rất là mịn. Heo sẽ dùng một cái khăn thật là sạch trùm lại để mà mình ủ bột nha. Nhiệt độ quê heo hôm nay là 30 độ C cho nên heo sẽ ủ trong 40 phút. Nếu như nhiệt độ nhà các bạn á thấp hơn thì mình sẽ ủ lâu hơn tầm 1 tiếng nha. Miễn sao bột của mình nở lên gấp đôi như vậy là được rồi nè. Wow, cả nhà xem nè, bột nở lên rất là đẹp luôn á. Và ở trên mặt á có rất là nhiều bong bóng hơi luôn. Mở cái khăn ra, bột á rất là thơm mùi sầu riêng luôn. Giờ heo sẽ khuấy lên cho bể bớt cái bột bong bóng hơi này nha. Bột của mình lúc này á nó nhẹ tên hà, và nó rất là sánh kẹo luôn. Như vậy là heo đi đổ bánh được rồi. Heo có chuẩn bị cái chảo chống dính nhỏ sâu lòng xíu nè. Mình mở lửa nhỏ lên và mình kiểm tra, mình thấy á chảo nó hơi nóng nóng là heo sẽ cho bột vào. Và heo sẽ cho bột vào tầm khoảng 2 giá. Mình tráng tráng ra bên cái rìa này để lát nữa mình nướng á, nó sẽ có cái màu rìa vàng vàng, nó ngon hơn. Rồi heo sẽ đậy nắp kính lại và mình sẽ nướng ở lửa nhỏ nha. Mình nướng cho đến khi nào mình nhìn thấy cái rìa bánh ở trên nó vàng như vậy nè. Nhà nhớ là mình nướng ở lửa riu riu nha. Lửa lớn quá sẽ bị nhanh khét á. Bánh của heo bây giờ đã vàng đều rồi. Giờ thì heo sẽ lấy ra nha. Và khi lấy ra cả nhà nhớ mở nắp nhẹ nhẹ, đừng cho mồ hôi nó rớt xuống, rớt là bánh mình bị chai á. Rồi bây giờ heo sẽ dùng cây trộn bột lấy bánh lên nha. Mình khều nhẹ ở ngoài cái viền như vậy nè. Bánh của mình lúc này mềm lắm và cả nhà xem ở bên dưới á, nó vàng ươm luôn, nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ heo lấy ra nha. Ở bên đây heo cũng có chuẩn bị một cái dĩa với một cái miếng vỉ nè, để mình để bánh lên cho bánh nhanh thoát hơi. Tiếp tục thì heo sẽ đổ cái bánh thứ hai. Mình cũng cho hai giá vào vậy đó. Cái giá hôm nay heo dùng nó nhỏ như là cái giá ăn lẩu vậy đó. Tráng bánh xong rồi thì heo cũng sẽ đậy nắp kính lại. Và nướng bánh này nhanh lắm. Mình nướng lửa riu riu thì tầm có khoảng 3 phút đến 4 phút là bánh chín rồi. Cả nhà xem nè, cái bánh heo mới nướng xong nó mềm và nó vàng ươm ngon lắm luôn. Khi mình nướng bánh á, mình nên chọn những cái nắp á, thủy tinh như vậy nè, mình kiểm tra bánh sẽ dễ hơn. Sau 4 phút nướng bánh thì bánh đã chín rồi, heo cũng sẽ nhẹ nhàng mở nắp ra. Heo làm rớt nước vô ở chính giữa bánh rồi cho nên nó có 1-2 chỗ nó bị chai rồi kìa. Khi nướng bánh cả nhà thấy có mồ hôi mình mở nắp ra, mình lau bớt mồ hôi cũng được nữa, không sao hết trơn á. Mặt dưới bánh chín vàng rồi, bây giờ heo lấy ra và tiếp tục nướng hết bánh nha. Và đây là thành phẩm bánh bò nướng bằng chảo của heo nè, cả nhà nhìn thấy có ngon không? Heo có chuẩn bị một cái bánh nướng bằng chảo nè. Cả nhà xem á, mặt dưới rất là vàng luôn. Và mặt trên á thì nó trắng tinh, nhìn rất là ngon và nhiều lỗ để che. Heo cuộn lại nè, bánh rất là mềm và dẻo luôn. Rồi, bây giờ heo sẽ xé cái bánh ra cho cả nhà xem độ dẻo và bên trong rễ tre như thế nào nha. Nó bánh rất là dẻo, dai và mềm luôn. Và đây là phần bên trong của bánh nè. Bánh rất là nhiều rễ tre luôn. Tuy là heo tráng cái bánh rất là mỏng. Cả nhà mình có cái chảo chống dính sâu lòng hơn á, mình nướng dậy bánh sẽ ngon hơn. Nè, heo cặp là cả nhà xem rõ hơn ha. Rồi bây giờ tiếp tục heo sẽ lấy một cái bánh bò nhỏ heo nướng ở trong cái khuôn bánh rán nè. Bánh này thì nó hơi dày hơn chút xíu, dạ ở bên dưới á nó cũng vàng đều rất là ngon. Giờ thì heo sẽ cắt ra cho cả nhà xem bên trong luôn nha. Đó, cả nhà thấy không, cái bánh của mình nó dày hơn tí xíu á thì nó có nhiều rễ tre hơn và heo bóp lại nó rất là mềm xốp luôn. Giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh bò nướng với heo nha. Cảm giác đầu tiên á, khi mà cắn miếng bánh bò nướng vào miệng á, thì cái độ mềm xốp nè, đặc biệt á, rất là thơm cái mùi sầu riêng kết hợp với nước cốt dừa. Và độ ngọt á, thì nó rất là vừa phải, nó không có quá ngọt. Ăn xung quanh những cái rìa vàng vàng á, nó giòn giòn thơm thơm, ngon lắm. Heo đã thử nghiệm rất là nhiều công thức làm bánh bò nướng, nhưng heo thấy công thức này á, là công thức mà heo hài lòng nhất. Khi nướng bánh ra xong á, bánh của mình á, rất là bông xốp và có rễ tre. Đặc biệt á, mình để qua ngày hôm sau, bánh vẫn mềm ngon mà không có bị cứng. Công thức và cách làm thì rất là dễ, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền nữa. Chỉ cần 200g bột gạo, 40g bột mì đa dụng, 15g bột nếp, 70g đường cát,
Dạ, sầu riêng, nếu cả nhà thích ăn sầu riêng thì mình cho vào. Xong rồi thì có thêm men nở, một cái trứng, một tí xíu muối, nước cốt dừa. Là Heo đã làm ra được hai dĩa bánh bò nướng rất là to cho gia đình thưởng thức luôn. Và nếu như mà cả nhà muốn làm bánh bò nướng kiểu này để kinh doanh á, thì Heo nghĩ nó sẽ lời chứ không có lỗ đâu. Tại vì Heo làm ra được 22 cái. Nếu mình bán 5.000 một cái thì mình cũng được 110.000 rồi. Mình cũng lời lắm á, tại vì cái vốn chỉ có hai mấy ngàn hà. Hy vọng chia sẻ của Heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một công thức mới để mà mình làm ra món bánh bò nướng thật là ngon cho gia đình mình thưởng thức, vừa an toàn cho sức khỏe nữa nha. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món bánh bò nướng mềm xốp và thơm béo nha.